Sáng nay ngày 6 tháng 10, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đến trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc công an thành phố chủ trì buổi tiếp nhận kinh phí. Theo đó để kịp thời động viên về vật chất và tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần bổ sung nguồn lực và kinh phí phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trích 300 triệu đồng hỗ trợ công an thành phố Hồ Chí Minh bổ sung nguồn lực và kinh phí phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua với tinh thần chống dịch như chống giặc, các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ mọi biện pháp, huy động nhanh chóng, kịp thời lực lượng, phương tiện để hỗ trợ phối hợp với các sở ban ngành thành phố quyết tâm không để dịch bệnh lây lan và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố. Sự động viên và nghĩa cử hết sức cao đẹp của Tân Cảng Sài Gòn là nguồn động lực cổ vũ to lớn giúp cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nỗ lực quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Cũng trong ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của tổng công ty và công ty thành viên đã đến trao 1,6 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị, gồm 600 triệu đồng cho vùng 4 hải quân, 400 triệu đồng cho lữ đoàn 189, 300 triệu đồng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông qua cơ quan đại diện phía Nam, 200 triệu đồng cho Lữ đoàn 954, 100 triệu đồng cho Trung đoàn 196.